Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Lần đầu tiên, cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ của ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, dông lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, có 3 người chết và mất tích trên biển, hơn 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại ở nhiều tỉnh thành trong đợt mưa dông vừa qua. Thông tin từ huyện Iasup cho biết, khoảng 14 giờ ngày hôm qua, một trận lốc xoáy đã xảy ra tại hai xã Iasilơi và Iasup, khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 4 người bị thương. Tại xã Iasup có 68 ngôi nhà bị tốc mái, 3 phòng học ở trường tiểu học Lê Văn Tám bị tốc mái hoàn toàn, 3 học sinh và 1 phụ huynh bị thương do tôn rơi trúng người. Còn tại xã Iasup có 15 nhà dân bị tốc ngói và mái tôn, 1 nhà dân tốc mái tôn hoàn toàn, rất may không thiệt hại về người. Chiều ngày hôm qua, Cục Quản lý Đê điều Phòng chống thiên tai cho biết, dông lốc, mưa đá và gió mạnh đã gây ra thiệt hại về người và tài sản ở tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Thuận và Đồng Nai. Theo thống kê, từ 19 giờ ngày 7 tháng 5 đến 16 giờ ngày 8 tháng 5, có 3 người chết và mất tích trên biển, trong đó có 1 người mất tích do chìm thuyền nan trên vùng biển của tỉnh Quảng Bình, 2 người chết và mất tích trên vùng biển của tỉnh Quảng Trị. Dông lốc cũng làm 1.000 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng, hơn 7.500 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 1.000 mét mương bị sạt lở, 3 tàu bị chìm, hư hỏng, tỉnh Quảng Trị 2 tàu, tỉnh Thừa Thiên Huế 1 tàu. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, tổ chức tìm kiếm người bị mất tích, đồng thời ứng phó với mưa dông trên diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dông lốc khiến một người bị thương, 81 ngôi nhà bị sập và tốc mái. Sau chuỗi ngày nắng nóng, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa dông, dông lốc khiến 81 ngôi nhà bị sập và tốc mái, một người bị thương. Hôm nay, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, chiều ngày hôm qua trên địa bàn huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương của tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa dông, dông lốc và gió giật mạnh. Theo thống kê, có 81 ngôi nhà bị sập và tốc mái, một trường học bị tốc mái, 3 cột điện chiếu sáng bị gãy đổ và một người bị thương. Huyện Tương Dương là nơi ghi nhận kỷ lục về nắng nóng tại Việt Nam với mức nhiệt là 44,2 độ C. Trong chiều ngày hôm qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện mưa đá, rất may cơn mưa ngắn, ít gây ra thiệt hại về tài sản và hoa màu. Hiện nay, miền Bắc và miền Trung đang hứng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ứng phó với mưa dông trên diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo dự báo, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm trên 24 giờ, có nơi trên 80 mm trên 24 giờ. Ngoài ra, từ ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 10 đến 30 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Mưa kèm dông lốc gây thiệt hại về người và tài sản ở nhiều địa phương. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, mưa kèm dông, mưa đá hôm qua đã gây ra hư hại hàng chục ngàn hecta diện tích hoa màu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, thậm chí tính mạng của người dân tại một số địa phương. Thông tấn xã Việt Nam thông tin, chỉ sau đợt mưa lớn hôm qua, những địa phương như Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Trị, Bình Thuận, Đồng Nai đã có hơn 1.000 căn nhà bị tốc mái, hơn 7.500 hecta diện tích lúa và hoa màu bị hư hại, nhiều kênh mương bị sạt lở. Mưa to, dông lốc, mưa đá đã làm một người mất tích do chìm thuyền nan trên biển của tỉnh Quảng Bình, 2 người bị thương ở huyện Quế Phong, Nghệ An. Ngoài ra có 2 người thiệt mạng và mất tích trên biển tỉnh Quảng Trị. Một số địa phương khác như thành phố Cần Thơ, vụ sạt lở bờ sông xảy ra ở khu vực ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền khiến phần nhà của 7 hộ dân bị sụp xuống sông. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Tại Đồng Nai, thông tấn xã Việt Nam dẫn báo cáo của Điện lực Trị An cho biết, đợt mưa vừa qua gây ra tình trạng mất điện của hơn 7.600 hộ dân ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. Đơn vị liên quan đã bố trí lực lượng kiểm tra xử lý. Đến chiều tối cùng ngày, Điện lực Trị An vẫn đang cô lập trạm biến áp dân cư, thị đội để xử lý và vẫn còn hơn 300 khách hàng còn mất điện. Ngoài ra, tại nhiều khu vực ở thành phố Biên Hòa như Đồng Khởi, huyện Ai Quốc, quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Bình Tân bị ngập sâu, nhiều nơi các phương tiện không thể di chuyển qua lại được. Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai cho biết đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay. Lượng mưa đo được tại Biên Hòa đạt 54mm,
tại trạm Phú Hiệp, xã Sa Canh, huyện Định Quán đạt 111mm, tại Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đạt 109mm. Ngoài ra, các nơi khác cũng ghi nhận lượng mưa từ 13 đến 51mm. Còn ở tỉnh Quảng Bình, thống kê từ ngành nông nghiệp địa phương cho biết, hơn 5.000 ha lúa ở các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới đã ngã rạp. Trong đó, địa phương có diện tích lúa bị thiệt hại nhiều như huyện Quảng Ninh là 2.500 ha, Lệ Thủy là 2.000 ha. Các địa phương đang hướng dẫn người dân kịp thời khắc phục các diện tích lúa bị ngã, ngập úng bằng cách thoát nước trong ruộng, bó lúa thành từng cụm và tiến hành thu hoạch với diện tích lúa đã chín theo khung thời vụ. Trung tâm Dự báo Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay và ngày mai, một số khu vực thuộc Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có lượng mưa từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Theo Tân Hoa Xã, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp độ 1. Ở khu vực vùng núi, khu vực vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Hiện tượng dông lốc, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Trong đó, lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi đó, các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Nghệ An, mưa lớn dông lốc làm tốc mái nhà dân, ngã đổ cột điện. Tại thị trấn Tân Lạc và các xã Châu Hạnh, Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, có nhiều nhà của hộ dân bị tốc mái, cột điện bị đổ gãy. Sau nhiều ngày nắng nóng từ chiều qua đến sáng nay, tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An đã xuất hiện mưa. Tại thành phố Vinh, tuy lượng mưa không lớn nhưng nền nhiệt độ đã xuống thấp, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Khi đó, trong chiều ngày hôm qua, tại một số huyện miền núi trong tỉnh như Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn xuất hiện mưa lớn và dông lốc. Hiện chưa có thống kê chính thức về mức độ thiệt hại, nhưng cũng đã có nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh, hoa màu, cột điện bị ngã đổ. Tại thị trấn Tân Lạc, các xã Châu Hạnh, Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, có nhiều nhà của các hộ dân bị tốc mái, cột điện bị gãy đổ. Tại Nghệ An, vào mùa này tuy đang là mùa hè, nhưng nhiều bất thường của thời tiết vẫn có thể xảy ra, phổ biến là nắng nóng và dông lốc. Chính quyền các địa phương trong tỉnh đã có những cảnh báo đến người dân và cơ quan về việc có thể xảy ra hiện tượng bất thường của thời tiết để người dân, các cơ quan biết, phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Trước đó, trong ngày qua, tại địa phương trong tỉnh Nghệ An đã xuất hiện nắng nóng khô hạn trên diện rộng. Đơn cử vào ngày 6 và ngày 7, tại huyện miền núi Tương Dương, Con Cuông xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể lên tới 42 độ C. Để tránh nắng nóng, nhiều người dân đã phải tìm đến các khe suối, khu vực gần ao hồ hoặc những nơi có bóng cây lớn để tránh nắng. Trong khi đó, tại các bãi tắm ở thị xã Cửa Lò và các huyện ven biển, lượng người đến tắm biển tăng đột biến. Bão bụi, sân bay Long Thành lại bao trùm hàng nghìn hộ dân sau trận dông lốc. Các hộ dân sống quanh sân bay Long Thành chiều nay bất ngờ khi trên bầu trời xuất hiện những vùng trời đỏ lơ lửng. Chiều nay, hàng nghìn hộ dân sống xung quanh đại công trường đang xây dựng sân bay Long Thành Đồng Nai than trời khi những cơn bão bụi cuồn cuộn lơ lửng trên bầu trời tạo thành vùng trời đỏ. Bụi từ công trường sân bay Long Thành không chỉ phát tán ra khu vực các xã xung quanh sân bay như Lộc An, Bình Sơn mà còn bay xa bao trùm cả huyện Long Thành, thậm chí còn lan sang cả huyện Nhân Trạch của Đồng Nai. Chị Ngọc Huyền, ngụ xã Long An, huyện Long Thành cho biết, bình thường ở nhà chị thấy bụi công trường ở phía xa xa, nhưng bất ngờ chiều nay trời chuyển mưa kèm theo dông lốc, khiến bụi bao trùm bầu trời Long Thành, nhìn đâu cũng thấy đỏ. Ngoài đường xe chạy nhìn thấy bụi bủa vây như sương mù, ảnh hưởng đến sức khỏe quá, chị Huyền bày tỏ. Ông Dương Quang Điện, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành cho biết, hiện vẫn yêu cầu đơn vị nhà thầu tăng cường việc tưới nước và thời gian tưới nước. Tuy nhiên, khi gặp gió lớn và lốc xoáy sẽ cuốn bụi bay lên cao, theo gió phát tán ra xa. Phía các nhà thầu cũng mong muốn cơn mưa để hạ nhiệt trên công trường, cũng như giảm bụi ra môi trường, ông Điện nói. Sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia với diện tích 5.000 ha, công suất lên đến 100 triệu hành khách trên năm và 5 triệu tấn hàng hóa trên năm. Đây sẽ là sân bay lớn nhất ở Việt Nam trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của kênh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.